Hiện tại bây giờ mình đang đến một cái quán cà phê trên đường số 17, là quán cà phê này số nhà 16 trên đường số 17 của Phượng Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nha. Thì nơi đây là vào mùng 1 và rằm thì có tổ chức những bữa cơm từ thiện. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi vào quán xem sao nha. Hôm nay là cái này cái quán gì ta? Có quán lá, có một cửa hở mùng 1 và rằm, có bữa cơm chay từ thiện ha. Thì em ăn xem nè. Đây chị chủ nhà tổ chức cơm chay từ thiện rằm mùng 1 rồi đó nè. Cái này địa chỉ gì ta? 37 đường 17 đúng không? Đâu số nhà 16. À, số nhà 16. Số 17. Số nhà 16 đường 17 cứ mùng 1 cứ rằm là có cơm chay miễn phí. Nhưng có cả những hộp cơm chay đã làm sẵn để trước cửa nhà. Để cho những người ai đi ngang qua người ta cần thì ta sẽ lấy ăn nha các bạn. Và lại bên trong quán cũng rất là đông người. Có gồm những người xây dựng và cả anh em công nhân những công ty kế bên họ cũng vào đây dùng bữa cơm chay từ thiện nha. Rất là đông nha mọi người, rất là đông nha, rất là đông. Để xin nhắc lại là số nhà 16 đường 17 nha, mùng 1 giờ rằm là có cơm chay miễn phí nha. Các bạn bà con ai thì ăn chay rồi thì mùng 1 cứ rằm thì tới ngay địa chỉ này, số nhà 16 đường 17 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, cơm chay hoàn toàn miễn phí. Này còn là một cái quán cà phê chị chủ nhà tổ chức thôi. Già uống cái đó đâu được đâu, tăng huyết áp. Này bán vé số miễn phí luôn à. Biết ai chú ba chiều trúng số cái mai làm bữa cơm mặn miễn phí nữa. Bò à, thấy ra. Hay ra mùng 1 có bữa cơm từ thiện à. Má ơi nó cay. Ít thôi ăn Sơn. Nghe từ thiện không ăn cho cố không đó. Nghe miễn phí ăn cho cố. Cái gì nhiều vậy? Mình xin nhắc lại cái địa điểm cơm từ thiện vào mùng 1 và rằm hàng tháng tại địa chỉ quán cà phê Lá số 17, số 16 trên đường 17, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ai đi ngang qua đây vào mùng 1 và rằm dễ vào đây ăn cơm chay miễn phí nha.
bây giờ clip cũng xin kết thúc. Thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình để các mình có động lực và làm những cái clip hay hơn nữa nha. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại những video sau.